Thưa quý vị, dư luận đang hết sức quan tâm về kết quả xếp hạng chất lượng giáo dục toàn cầu do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, gọi tắt là OECD công bố. Trong đó, chất lượng giáo dục đối với học sinh dưới 15 tuổi của nước ta đứng thứ 12, vượt cả Anh và Mỹ. Đến bây giờ, dư luận vẫn đặt câu hỏi đối với kết quả hết sức bất ngờ này. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Văn Như Cương, một người tâm huyết và gắn bó lâu năm với nền giáo dục nước nhà về chủ đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn thầy đã trả lời phỏng vấn. Thưa thầy, mới đây Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế gọi tắt là OECD thì có đưa ra một cái bảng xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu. Trong đó Việt Nam đứng thứ 12, vượt cả Anh và Mỹ. Liệu đây có phải là một liều thuốc an thần đối với cả giáo dục phổ thông ở nước ta hiện nay không ạ? Ở đây là chỉ đánh giá một cái tiêu chí. Thứ nhất là lứa tuổi, 15 tuổi. Đây là một điều ta phải chú ý. Thứ hai là chỉ đánh giá là về toán và khoa học, không phải là đánh giá cái tác dụng của giáo dục một cách toàn diện. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng xem để biết, chứ cũng không phải vì thế mà chúng ta cảm thấy là tự hào hay là vinh dự như có tờ báo nói, mà chúng ta phải biết mình. Có ý kiến cho rằng là rất khó để có thể so sánh cái điểm số của học sinh ở trong một cái hệ thống giáo dục ở Việt Nam thường là chỉ thiên về học lý thuyết và nhồi nhét kiến thức với cả các cái nền giáo dục hiện đại phương Tây, mà ở đó người ta kích thích cái tư duy sáng tạo và cái tự do sáng tạo và cái tự do tư duy. Vậy thì thầy có đồng tình với cái quan điểm trên không ạ? Đúng như thế, tức là cái một trong những thiếu sót của chúng ta là chúng ta học vẹt, học thuộc lòng, không có sáng tạo, tức là thiên về nhồi nhét kiến thức. Mà bây giờ chúng ta đang chuyển từ cái đổi mới ấy, là chuyển từ việc trang bị kiến thức, nhồi nhét kiến thức sang là giáo dục nâng cao cái phẩm chất, cái năng lực sáng tạo của học sinh. Và điều đó là không cần phải học nhiều, không cần phải học những cái cao siêu và vô bổ, mà từ những cái đơn giản, từ những cái sát thực với cuộc sống mà học sinh có suy nghĩ, phải không? Thì họ có thể là tiến bộ. Cái khoảng cách giữa chúng ta với cái nước ấy là nó khác nhau ở cái chỗ phương pháp giảng dạy và cái phương pháp học tập. Chúng ta muốn thay đổi, nếu không thì rất là khó so sánh. Thưa thầy, cùng thời điểm khi mà tổ chức OECD đưa ra cái công bố về chất lượng giáo dục toàn cầu thì Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng đưa ra cái bảng xếp hạng về nguồn vốn con người. Ở trong cái bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới thì vị trí của Việt Nam là thứ 78, còn trong cái bảng xếp hạng của OECD thì là thứ 12, có nghĩa là chênh nhau 66 bậc. Vậy cái sự chênh lệch này chúng ta phải nhìn nhận nó như thế nào? Đây có phải là sự báo động đối với cả chất lượng đào tạo con người ở nước ta hay không? Bảng thứ hai người ta nói về nguồn vốn của con người, tức là người ta tính đến tuổi bắt đầu từ khi đi học cho đến 60 tuổi. Nhưng mà kể cả ra đại học rồi, nhưng mà anh được góp cái phần gì, thì một cái tổng kết như thế, một cái đánh giá như thế là tôi cho là rất hay. Và do đó nếu chúng ta xếp thứ 70 mấy ấy, như thế là một, cũng là một cái sự báo động. Trong lúc đó có những nước là cả hai cái bảng ấy nó là đều sắp xỉ ngang nhau, như Singapore là cái bảng thứ nhất của OECD, tức là xếp thứ nhất, mà cái bảng này nó xuống xếp thứ hai. Thì Nhật Bản cũng thế, nó cũng xếp ở trên top 5 của cả hai bảng, tương đương nhau. Như thế là chứng tỏ rằng là cái bảng thứ hai của nó đứng, và cái đầu là một cái chi tiết của cái bảng thứ hai, thì như thế là rất phù hợp. Rất phù hợp. Nghĩa là cái bảng xếp hạng thứ hai thì nó tổng quát hơn. Và cái bảng đầu thì nó chi tiết một khía cạnh. Chúng ta hãy tập trung vào nghiên cứu cái đánh giá về cái vốn con người. Tôi cho cái đó là cái chính xác. Vâng, nếu như coi cái tài sản lớn nhất của một quốc gia là nguồn vốn con người. Vâng, thì rõ ràng là chúng ta cần phải nhìn nhận một cách nghiêm túc về cái sự chênh lệch này. Xin cảm ơn giáo sư đã trả lời phỏng vấn của truyền hình VGM ạ.